Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Radio trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến tập 35 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư, được dịch và phát duy nhất ở trên kênh Thiện Góc Nhỏ Radio. Các bạn nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, trước khi bắt đầu nội dung của tập 35, chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi biết được ý đồ của hoàng đế là muốn diệt sát bọn Hứa Ứng, thì bọn họ đã cùng nhau đột phá vòng vây chạy trốn. Và nhờ vào tài trí của bọn Hứa Ứng đã để lại một phần công pháp luyện khí sĩ để đổi lấy sự bảo hộ của Chu Tề Vân. Cho nên cả bọn đã thâm nhập vào được vực sâu Thương Ngô, tiến vào trong âm phủ, trốn thoát khỏi đám người của hoàng đế. Thì sau khi trốn thoát và tìm được đường trở về nhân gian, thì Hứa Ứng cùng với Nguyên Vị Ương đã chia tay nhau, ai về nhà nấy. Hứa Ứng thì quyết định đi tìm cái thôn Hứa Gia Bình để tìm hiểu nguồn gốc của chính bản thân mình. Nhưng mà khi mà tìm được cái thôn này rồi thì hắn lại không thấy được Hứa Gia Bình ở đâu hết. Thì trong lúc suy nghĩ thì hắn lại đau đầu và ngất đi. Hắn đã được Ngoan Thất đưa về tầng Nham Động. Thì sau khi hắn tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một cái căn phòng, còn Ngoan Thất và cái chuông lớn thì không biết đi đâu. Thì lúc hắn tỉnh lại, hắn đi ra bên ngoài để biết được tình hình tiếp theo xảy ra ở tầng Nham Động như thế nào. Thì xin mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo từ tập 35 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư nhé. Ngoan Thất nghe vậy, trong lòng nhất thời sinh ra một cái loại cảm giác nguy cơ cấp bách. Nếu như hắn không có Hứa Ứng chỉ điểm, khẳng định không cách nào tu thành yêu vương. Mà hai cái con trâu này lại bằng vào tự thân thông minh tài trí đã tu luyện thành yêu vương, cho nên bị âm định phong làm yêu thần. Điều đó có nghĩa là bọn họ thông minh hơn nhiều so với chính mình. Nói như vậy, địa vị Ngũ Thất gia chẳng phải là không giữ được sao chứ? Mọi người đều cùng họ ngu, bọn họ hẳn là sẽ nể mặt mà. Nể cái rắm, bọn họ nhìn thấy ta liền cho ta một trận, giống như ta mới là trâu cày vậy. Ngoan Thất thầm nghĩ, cảm giác nguy cơ càng thêm cấp bách. Hứa Ứng vậy ngu chấn ngu càng, như thế nào để tu luyện thần thức, như thế nào để mở ra khu vực hy di? Hai đầu ngu ma này vốn là ngu yêu vương, cơ duyên xảo hợp được thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa. Mặc dù cũng chỉ có công pháp thải khí kỵ, nhưng mà bọn hắn trong thời gian ngắn đã tu luyện thành yêu vương, tư chất ngộ tính vốn không có tầm thường. Hứa Ứng lại rất giỏi về việc dạy dỗ, bất luận là công pháp nào đến trong tay hắn cũng đều có thể giảng giải chi tiết. Bởi vậy hai đầu ngưu ma này rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo tu luyện thần thức, trong mắt dần dần có thần quang mờ ảo phun ra. Lấy tốc độ tu luyện này, chỉ cần vài ngày là có thể mở ra khu vực hy di, điều hòa ngũ khí. Hứa Ứng đã dạy cho bọn hắn, Ngoan Thất cũng tiến lên thỉnh giáo Hứa Ứng tu luyện kiếm thuật như thế nào. Hứa Ứng giảng giải một phen, hắn thấy còn chưa có lĩnh ngộ được, vì vậy liền đem cái hộp kiếm của Thiên Viên Cương buộc lên trên người của hắn, nói: "Người trước tiên cảm ngộ tàn kiếm trong cái hộp này đi, đợi đến khi người cảm ứng được kiếm khí trong hộp có cộng hưởng với kiếm khí, liền có thể vận dụng kiếm khí. Kiếm khí sẽ dạy ngươi chiêu kiếm, dần dà ngươi có thể vận kiếm được hả?" Ngoan Thất thu nhỏ lại đến hình thể vừa vặn có thể đeo hộp kiếm, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ngộ kiếm khí. Hắn khó được có một chút nghiêm túc xuống, chuyên tâm tìm hiểu. Hứa Ứng tự nhiên cũng mừng rỡ thành đoàn, bảo chuông lớn không nên quấy rầy hắn, nói: "Chuông gia, các người ở tầng Nham Động có phát hiện được cái gì không hả?" Chuông lớn nói: "Không có gì cả. Cái con rắn ngu sững cho rằng giặc lớn dưới lòng đất kia nằm sâu trong nước, vì thần địa nhất định là ở nơi đó. Vì vậy lôi kéo ta cùng đi đào bới cái tầng Nham Động cho nó sụp xuống luôn, một đường lặn sâu xuống dưới. Nhưng mà tới đáy nước căn bản là không có cái gì gọi là phi thần địa hết trơn á." Lúc trước bọn Hứa Ứng và Ngoan Thất mang theo sinh cơ của tầng Nham Động
tìm thấy được cái đáy nước, đụng nhầm cái vật lớn dưới lòng đất, liền bị vật lớn đuổi giết. Đại vật kia tiềm tàng đáy nước, bởi vậy ngoan thất mới có thể đoán cái đáy nước này chính là phi thân địa. Hứa Ứng giật mình nói: phi thân địa chân chính mà chúng ta từng thấy chỉ có một nơi thôi, chính là Quỷ Tư Lĩnh Thiên Thần Điển. Chỉ có một thời gian cụ thể mới có thể xuất hiện, mới có thể tiến vào trong đó. Như vậy, Vô Vọng Sơn nếu thật sự có phi thân địa, khẳng định cũng cần thời gian cụ thể mới có thể tiến vào trong đó được á. Chuông lớn nói: Vô Vọng Sơn lớn như vậy, ngươi một là không biết thời gian nào mới có thể mở ra, cũng không biết phi thân địa ở nơi nào, thì tìm kiếm làm sao đây chứ? Ta cảm thấy nữ quỷ chân quan tài nói phi thần địa khẳng định không phải là Tần Nham Động mà là Cửu Ngải Sơn á. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, cười nói: Chúng ta không biết phi thần địa ở chỗ nào, nhưng có người 3000 năm trước biết lại được rồi. Chúng ta ở đây không phải có một nữ quỷ trong cái gương sống vào trong 3000 năm trước sao? Chuông lớn nhất thời tỉnh ngộ, cười nói: Vô Vọng Sơn giống là Ngô Vọng Sơn. Lần này âm gian xâm lấn, phong ấn giải trừ, mới biến thành Vô Vọng Sơn. Di tích này mới hiển lộ ra, bởi vậy nữ quỷ này 3000 năm trước đã bị nhốt trong gương rồi. Nàng nhất định là biết rất là nhiều chuyện ở đây. Nếu mà như nơi này có phi thần địa, nàng nhất định là có nghe thấy đó. Hứa Ứng đi vào trong phòng, gỡ gương đồng trên bàn trang điểm xuống, nói: Cô nương trong gương, chúng ta không phải là người xấu đâu, muốn hỏi ngươi một chút chuyện á. Trong gương đồng, nữ quỷ kia nhìn thấy Chuông lớn, hoảng hốt lo sợ, cuống quýt chui xuống gầm giường ở trong cái gương để trốn, không dám lộ diện. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói với cái Chuông lớn: Các người đã làm gì người ta vậy? Chuông lớn lúng ta lúng túng nói: Ta không có làm gì hết trơn á. Ngoan thất sợ gương, người ta nhìn thấy yêu quái liền sợ trốn vắng. Ta cảm thấy ngoan thất làm sai, liền tiến vào trong gương an ủi nàng, chưa từng nghĩ là bị hiểu lầm á. Nó lại âm đạm nói: Nàng ta nghĩ ta là chuồng yêu á. Hứa Ứng đã hiểu nhân quả, tận lực ngữ khí hiền lành nói: Cô nương, chúng ta không phải là người xấu, chỉ là muốn hỏi thăm một chút, ở trong Vô Vọng Sơn này có phi thần địa hay không hả? Người nếu thành thật nói, chúng ta giúp người giải phong ấn. Nhưng mà nếu người không nói, liền đừng có trách chuông yêu lòng dạ độc ác đó. Chuông lớn kêu lên. Nữ quỷ trong gương sợ hãi bất an, không dám từ dưới gầm giường đi ra. Hứa Ứng nói: Chuông gia. Nữ quỷ kia vội vàng từ dưới gầm giường bò ra, xua tay với bọn họ, tỏ vẻ mình không biết cái gì gọi là phi thân địa. Hứa Ứng đem phi thân giải thích một phen. Đột nhiên ánh mắt của nữ quỷ sáng lên, vẽ tranh trên gương, vẽ ra một cái bức bản đồ địa lý Vô Vọng Sơn, sau đó chỉ một cái vị trí trong đó. Hứa Ứng lắc đầu nói: Vô Vọng Sơn đã đổ nát rồi, địa lý thay đổi cũng lớn rồi. Nữ quỷ bước đi thong thả trong gương, suy tư một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dùng cái ngón tay của mình chỉ về một phương hướng. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, đi theo hướng ngón tay của nàng đi ra khỏi phòng ốc. Đi ra bên ngoài nhìn lại, nữ quỷ chỉ vào bên trong Vô Vọng Sơn. Tiểu thất, có muốn đi tìm phi thân địa không hả? Hứa Ứng hỏi. Ngoan thất đang tự tìm hiểu kiếm ý, không nghe thấy. Hứa Ứng thầm khen thất gia cần cù, cũng cùng với chuông lớn đi theo hướng của nữ quỷ trong gương đi tới. Gương đồng chỉ sáng loang lổ phiêu phù ở phía trước, phảng phất là có người cầm trong tay, chỉ là không nhìn thấy cái người nào ở đó. Hứa Ứng cùng với chuông lớn một đường đi theo gương đồng, đi tới một nơi Vô Vọng Sơn bị đứt gãy. Nữ quỷ trong gương phiêu phiêu hút hút, tìm một lúc lâu đột nhiên dừng lại. Hứa Ứng vội vàng đi tới trước mặt, chỉ thấy nơi cái núi đứt gãy có một cái động khẩu. Bất quá đã theo Vô Vọng Sơn đứt gãy mà cũng đứt gãy theo, dễ dàng có thể phát hiện ra được. Nói như vậy, phi thân địa cũng không ở trong Tầng Nham Động, mà là ở bên trong núi sao? Thiếu nữ trong quan tài tiến vào trong Tầng Nham Động chỉ là để tưởng nhớ chủ nhân của Nê Quảng Cung thôi sao? Hứa Ứng suy tư, nói: Nhưng mà nếu nàng và chủ nhân Nê Quảng Cung là chỗ quen biết cũ,
vì sao chủ nhân nơi hoàng cung không chịu ra gặp nạn chứ? Chuông lớn cũng không rõ nguyên nhân trong đó, không nói gì. Gương đồng dọc theo thông đạo vỡ nát đi về phía núi. Hai bên dãy núi gãy như là đao chém sắc bén lạnh lẽo. Nếu không có nữ quỷ trong gương dẫn đường, bọn họ căn bản không có khả năng phát hiện ra nơi đây cương nhiên từng có một cái thông đạo. Bọn họ càng đi càng sâu. Để đến khi mà tiến vào 1/3 khoảng cách của núi, chỉ thấy cái thông đạo uốn cong tiến xuống bên trong núi. Phía trước mặt ngoài gương đồng tỏa mát ra ánh sáng âm u, chiếu vào các vách tường bên trong thông đạo. Trên vách tường bên trong có một ít bích họa. Hứa Ứng bước chân chậm lại, chỉ thấy trên bích họa là một ít tình huống tiên dân nguyên thủy, săn bắn tế thiên. Đây hẳn là hang động, nơi các tiên dân nguyên thủy định cư, vì vậy mới có những bích họa như thế này. Hắn một đường đứt quãng nhìn lại, chỉ thấy nội dung trên bích họa dần dần trở nên cổ quái. Các tiên dân trên bích họa vốn ăn mặc phi thường tiết kiệm, thường là gia thú, vũ khí cũng thường đơn giản như là gậy bổng, thạch mâu. Trên mặt của bọn họ dùng sơn mực vẽ hoa văn kỳ lạ, trên sống mũi đục vài cái lỗ, cắm cây xương nhỏ làm đồ trang sức. Họ có xương phát sáng trên cổ của bọn họ, đó chính là chiến lợi phẩm của bọn họ. Những bản đồ phía sau càng ngày càng kỳ lạ. Trong bọn họ có thêm một nữ tử. Nữ tử kia chỉ phát họa mũi mắt đơn giản, nhìn không ra diện mạo, là mặc xiêm y hoa mỹ tinh tế, mang theo những tiên dân nguyên thủy kia đi săn bắn. Vũ khí của các tiên dân cũng đã thay đổi, biến thành phi đao phi kiếm, thậm chí ngay cả xương cốt bổng cũng có thể bay lên. Bọn họ săn giết con mồi cũng không còn là giả thú đơn giản nữa, mà là thái cổ cự thú, hình thể càng thêm càng ngày càng khổng lồ. Bọn họ đem thi thể cự thú chồng chất lên, tiến hiến cho nữ tử kia. Nữ tử kia giống như là đang tu luyện công pháp quỷ dị gì đó. Rất nhanh thi thể cự thú liền biến thành bạch cốt. Hình ảnh tiếp theo, xương trắng cũng đã bị vỡ nát. Sau đó, bích họa trên hang động cũng thường thường đều là tình hình săn giết. Dần dần không còn là săn giết cự thú nữa, mà đã là chiến tranh, tàn sát những quốc gia nhân loại khác. Nữ tử kia ở trên chiến trường cử hành đại tế. Từ cảnh bích họa mà xem, cực kỳ máu tanh tàn khốc. Tiên dân nguyên thủy chỉ vẽ từng ngọn núi, trên đỉnh núi và dưới chân núi là mấy nhân loại đã chết. Nhưng mà Hứa Ứng nhìn lại đã nhìn ra được, đây là từng ngọn núi thi thể. Những tiên nhân nguyên thủy này đem thi thể xếp thành núi, hiến tế cho nữ tử hoa phục kia tu luyện tà công. Hứa Ứng nhìn hết, hồn hết vía, nhỏ giọng nói: "Chuông gia, nội dung trên bích họa, người cảm thấy là cái chuyện gì xảy ra? Nó xảy ra khi nào hả?" "Xuất hiện tiên nhân nguyên thủy hẳn là chuyện cực kỳ cổ xưa, so với thời đại của ta và chủ nhân sớm hơn nhiều lắm á." Chuông lớn nói: "Thời kỳ đó hắn là luyện khí sĩ, còn đang ở thời kỳ đỉnh phong mà. Có thể là 10.000 năm trước, hoặc có thể là 100.000 năm trước, 1.000.000 năm trước cũng có thể đấy." Hứa Ứng liếu lưỡi, không nghĩ tới nơi phi thăng này đã có thể ngược dòng đến năm tháng cổ xưa như vậy. Mấy bức bích họa cuối cùng vẽ chính là tình hình nữ tử mặc hoa phục độ kiếp kia. Thiên kiếp ở trên đỉnh đầu của nàng hình thành kiếp vân thật là lớn, một đạo lô đình thô đến khó có thể tưởng tượng được từ trong kiếp vân bay ra, chém về phía đỉnh đầu của nữ tử kia. Trong bích họa còn có những thứ cổ quái khác. Ngay phía trên kiếp vân giống như là một thanh vũ khí kéo trên đó, hình như là một cây xiên. Hứa Ứng nhìn một lát, còn chưa kịp suy đoán cái thanh vũ khí này là cái gì, chuông lớn đã nói: "Thiên đạo thần khí." Hứa Ứng nghi hoặc nói: "Thiên đạo thần khí không phải ở thế giới thiên đạo sao? Tại sao lại xuất hiện ở nhân gian chứ?" Chuông lớn cũng là khó hiểu. Bức họa tiếp theo chính là thiên kiếp chấm dứt, nữ tử kia độ kiếp thành công, trời cao phủ xuống hào quang phi thăng, nhưng mà cái đạo thiên đạo thần khí kia cũng hạ xuống, lại cắm ở ngực của nữ tử kia, đem nàng đóng đinh trên mặt đất. Tiếp theo, những tiên dân kia đã đem nữ tử kia cùng với thiên đạo thần khí cùng nhau phong bế lại. Bọn họ đem nàng nhét vào trong quan tài, đem các loại pháp bảo trước kia luyện chế đều cắm ở bốn phía quan tài. Lại ở bên ngoài quan tài xây dựng quan tài đá, khắc các loại đồ án phong ấn.
Bọn họ đem nữ tướng này lưu lại ở địa phương mà nàng phi thăng, sau đó mỗi người tự rời đi. Nhìn đến đây, cái con đường phía trước bị cắt đứt, để lại một cánh cửa đá. Cửa đá cao lớn thật là dày nặng, mặt trên còn có đồ án nhốm máu, vết máu âm trầm làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách cực lớn. Nữ quỷ trong gương đồng không tiến về phía trước nữa, trốn sau lưng Hứa Ứng. Phía sau cửa đá này chính là phi thân địa Vô Vọng Sơn hả? Hứa Ứng dò hỏi. Nữ quỷ trong gương liên tục gật đầu. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, dùng sức đẩy ra. Cái cửa đá này rầm rầm chậm rãi mở ra, hào quang sáng người chiếu vào ánh mắt. Phía sau cửa đá không có tà ác dữ tợn như là Hứa Ứng suy đoán trước đó, ngược lại là một mảnh sáng sủa, hoa tươi rực rỡ, xanh biếc dạt dào. Phía sau cửa đá này là một không gian hình cái dấu tròn, dưới rộng trên hẹp. Mặc dù bầu trời rất là đẹp, cũng lớn hơn 10 mẫu, mà phía dưới lại chừng ngàn mẫu. Hứa Ứng đánh giá bốn phía, nhưng thấy bốn vách tường đều là núi, toàn thân đều là ngọc thạch, không giống như là đá bên ngoài. Đi tới trước mắt, còn có thể ngửi được một cổ thơm nhàn nhạt, không giống như bất kỳ hương hoa nào mà hắn đã biết. Cái loại hương thơm này có thể thấm thấu vào hồn phách, làm cho hồn phách say mê. Là dẫn tới không thánh. Chu Lớn nghe được miêu tả của hắn, hâm mộ không thôi, nói: bên trong sơn thể Vô Vọng Sơn đã là ngọc quá, ngọc càng lớn thì càng dễ dàng hội tụ thiên địa linh khí. Bên trong Vô Vọng Sơn thật sự là quá lớn, ở trung tâm của toàn bộ khối ngọc, với sự ẩm ướt của thiên địa linh khí chậm rãi quá lỏng, cái loại ngọc quá lỏng này liền được gọi là dạng tái không thanh. Phục dụng có thể trường sinh. Nếu mà đầu tu luyện trên bích quả, hẳn là sau khi phục dụng dạng tái không thanh, cứng rắn vượt qua thiên kiếp, ở nơi này phi thăng á. Đáng tiếc làm ác đa đoan, bị thiên đạo thần khí phía sau thiên kiếp mà giết chết đó. Hứa Ứng nhìn bốn phía, không gian lớn như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu vạn tái không thanh, đáng tiếc đã bị ăn sạch. Hắn âm thầm tiếc hận. Chỉ thấy trên vòm trời rủ xuống một đạo hào quang phi thăng, rực rỡ muôn màu, mơ hồ có thể nghe được từng khúc tiên nhạc, giống như là âm thanh đại đạo huyền diệu cất lên từ chín tầng trời, làm cho người ta nghe thấy phiêu phiêu ngây ngất. Dưới ánh sáng mờ mờ là một gian nhà tranh, rơm rạ vẫn là vàng óng ánh. Dưới nhà tranh có đặt một cái quan tài đá, trên quan tài đá quấn quanh xiềng xích, vẽ huyết chú màu đỏ tươi. Cổ quái chính là bên cạnh còn có một cái bàn, trên bàn có một bình trà, một chén trà. Trong chén trà kia đã bốc lên khói trắng nhàn nhạt. Hứa Ứng tiến lên cầm chén trà, nước trong chén trà vẫn còn ấm. Nơi này có người đã tới sao? Hắn nhìn chung quanh nhưng mà không có bóng dáng ai hết, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng nhìn về phía quan tài đá, trong lòng có một chút sợ hãi. Không phải là nàng chạy ra uống trà chứ? À Ứng, hơn phần nữa là một chén trà của 3000 năm trước á. Trường Lớn nói: ta nghe nói phi thần địa có thiên địa nguyên khí nồng đậm, quá thành linh khí, linh lăng của phi thần địa quá là nhiều, sẽ dẫn đến những thứ khác không cách nào tản mát ra năng lượng, cũng sẽ dẫn đến nước trà vẫn duy trì cùng một nhiệt độ. Anh người xem, sương mù trên cái chén trà có phải chỉ là phiêu khởi, vẫn chưa có tản đi hay không? Hứa Ứng nhìn chăm chú, quả nhiên là như vậy, cười nói: hay là ta tự dọa mình rồi. Như vậy 3000 năm trước là ai ở chỗ này uống trà chứ? Chu Lớn nói: tự nhiên là môn phái nhỏ ở bên ngoài kia rồi. Ta suy đoán tiểu phái vô danh này chính là hậu nhân của những tiên dân quyền thủy kia. Bọn họ truyền từ đời này đến đời khác, trấn áp ở nơi này, miễn cho nữ ma đầu thành tiên chạy ra gây quả cho thế nhân. Hứa Ứng gật đầu, cười nói: xem ra những tiên nhân nguyên thủy kia coi như là có một chút lương tâm á. Những năm này đi qua, nếu mà đầu hẳn là đã chết rồi chứ. Vượt qua kiếp nạn coi như là tiên nhân, làm sao có dễ dàng mà chết như vậy chứ? Chương Lớn thúc giục nói: ở người ở chỗ này tu luyện nhất định là ít công nhiều,
sư giới ở động thiên chiều chân thái hư chỉ sợ là tốt hơn. Hư ứng lập tức, một bên thúc giục thái nhất đạo dẫn công, một bên vận chuyển nguyên dục bát âm. Quả nhiên thiên địa linh khí nơi này dồi dào, khó có thể tưởng tượng. Tật xấu khiến hắn bởi vì vậy hồi ứng không khống chế được mà đau đầu không thôi, cũng bất chi bất giác đã khỏi hẳn. Hư ứng trong lòng mừng rỡ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa rồi nữ quỷ vẽ cái bản đồ địa lý Vô Vọng Sơn, hình như là một cái bức tranh nhìn xuống, vẽ ra cái loại đồ án này, phải bay lên trên bầu trời mới có thể nhìn thấy rõ toàn bộ Vô Vọng Sơn chứ. Chân hắn dần dần tỏa ra mồ hôi lạnh. Như vậy, vì sao nữ quỷ bị trấn áp trong gương động? Vì sao nàng còn biết được dùng đất phi thiên bí ẩn như vậy chứ? Hứa Ứng vội vàng dừng tay, xoay người nắm về phía gương đồng ở sau đó, quát: Chuông gia, bao lấy quan tài đá. Chuông lớn nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng xông về phía quan tài dưới nhà tranh kia. Nó bất chấp biến hóa, thân chuông phát ra vách sáng, giống như là một cái chuông lớn râm lên một tiếng, ngay cả nhà tranh cũng bị bao phủ. Hứa Ứng hướng phía sau chộp tới, lại bắt vào cái khoảng không. Gương động vốn vẫn bay ở phía sau bọn họ, hiện tại không cánh mà bay. Hứa Ứng lập tức nhìn về phía dưới nhà tranh, chỗ có vách tường ánh sáng của chuông lớn, trong lòng chợt lạnh. Chẳng biết từ lúc nào gương động kia lại trôi nổi trên quan tài đá, đánh mạnh vào trong quan tài đá. Gương động kia phát ra một tiếng giòn tan, lại bay lên, lần nữa đánh vào trong quan tài đá. Hứa Ứng nhảy lên, khoảng cách ngắn ngủi liền vận dụng Vân Thê Thiên Tung của Quách Gia, đụng vào vách tường của chuông lớn. Chuông lớn vội vàng thu hồi lại một chút, nếu không hắn chắc chắn sẽ đụng nát cái vách chuông. Hứa Ứng lọt vào trong cái vách sáng, nắm về phía cái gương đồng, chỉ vừa nghe một tiếng đương thì cái gương đồng này lần thứ hai đụng vào trên vách quan tài đá, đồng thời bàn tay của Hứa Ứng cũng tự bắt lấy gương đồng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn kịp. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên một mảnh lạnh lẽo. Chỉ thấy gương động kia chẳng biết lúc nào bị đụng ra một cái đạo vết nứt. Trong gương động có một đạo gian phòng. Cái căn phòng kia bố trí trùng khớp với cái căn phòng mà Hứa Ứng dưỡng bệnh trước kia. Giờ phút này, căn phòng ở cũng nứt ra, lộ ra một khe hở có thể chứa được người. Trong gương, nữ quỷ kia đang đứng ở trong khe nứt, quay đầu lại hướng hắn đắc ý, phất phất cái tay. Sau đó tung người nhảy lên, từ trong khe nứt nhảy ra. Quan tài đá đột nhiên xì xì bốc hơi, xiềng xích cũng tự ào ào chấn động. Phù phân huyết chú ở phía trên đó cũng tự động nhanh chóng phai màu, rất nhanh liền biến mất màu sắc. Hứa Ứng đang muốn tiến lên thì đột nhiên rắc rắc một tiếng, một sợi xích kéo đứt, quan tài đá cũng xuất hiện một đạo vết nứt. Rầm, cổ quan tài đã vỡ tan tành. Một cổ sóng khí khủng bố bốn phương tám hướng tuôn trào ra, đem cái nhà tranh nho nhỏ chấn đến bay lên trời. Rơm rạ bay múa đầy trời, không gian bị phong ở bên trong quan tài đá cũng nhất thời bành trướng. Chỉ là nghe len keng điếc tai, từng cái món thần binh viễn cổ thô ráp ngổn ngang nương theo không gian tuôn trào trải rộng ở bốn phía Hứa Ứng. Bên người Hứa Ứng chính là một cái rìu cực là lớn chém trên mặt đất. Rìu chưa bằng gỗ, lưỡi bằng đá, dùng vải đầy thô xuyên qua tảng đá cột ở cái đuôi rìu. Chỉ là tảng đá so với Hứa Ứng còn cao lớn hơn. Cái thanh rìu này thấm nhuận không biết là bao nhiêu máu tươi của thần thú cùng với nhân loại, từ đầu búa tản ra từng cái khí hung lệ. Thần thức của Hứa Ứng hơi chút tiếp xúc liền phán phát nhìn thấy thi sơn huyết hải đập vào trong mắt. Một bên khác của Hứa Ứng là một cây cốt mâu cán gỗ cắm nghiêng trên mặt đất. Cán gỗ bị ma sát vô cùng sáng bóng, nhưng mà cán gỗ kia rõ ràng là một gốc cây đại thụ. Ở trên thân cây, dùng máu vẽ lên hoa văn kỳ lạ, thấm thật sâu vào trong gỗ, khiến cho ánh mắt Hứa Ứng dùng ở bên đó còn có ánh sáng đỏ như là máu chớp động một chút, tự ảm đạm xuống. Đầu cốt mâu là một khúc xương thú không biết tên, được mài sáng rực, ngập tràn hung uy. Hứa Ứng nhìn thấy cốt mâu thô dài, liền không khỏi rùng mình, chỉ cảm thấy mình phảng phất phiêu đãng ở trong biển máu, thân chậm trôi nổi, khắp nơi có những cái đầu phiêu phiêu dữ tợn. Cái cốt mâu này sát sinh quá là nhiều, dưới ra lệ khí thật sự là hung tàn. Ngoại trừ cốt mâu thạch phủ ở bên ngoài thì còn có những vũ khí to lớn khác.
ở giữa Dã Man cùng với Văn Minh. Còn có Đồng Thâu Việt, Thạch Tiễn, Thạch Kiếm, Cốt Địch, Mộc Bổng, Thanh Đồng Kiếm, Thạch Đỉnh, Đồng Thâu Đỉnh. Từng cái đều thập phần to lớn, không giống như là vũ khí của người bình thường dùng. Lúc này Hứa Ứng mới nghĩ đến những bích họa mình nhìn thấy trên vách tường hang động. Tổ tiên nguyên thủy trong đó chưa chắc là hình thể của người bình thường, rất có thể là cự nhân tộc ở trong một nhóm tiên dân. Thân thể của bọn họ cao lớn, ăn lông ở lỗ. Mặc dù không có tu luyện, nhưng mà chiến lực cũng là cực cao. Chỉ bằng vào vũ lực của bản thân, liền có thể chém giết cùng với cự thú thời kỳ man hoang. Đợi đến khi bọn họ tu luyện công pháp luyện khí sĩ do nữ ma đầu truyền thụ, thái khí luyện khí, một bản thân bản lĩnh này có thể nói là đương thời vô địch. Những vũ khí này không có chỗ nào là không tràn ngập hung uy rung trời rung đất. Chính là bởi vì chủ nhân của chúng sát phạt quá nhiều, những hung khí kia khiến cho chuông lớn cũng hơi rung động. Nhưng mà ở giữa những hung binh viễn cổ này lại có một cổ quan tài lớn, so với những hung binh này còn hung tợn hơn. Hung binh cấm ở bốn phía quan tài khổng lồ, mục đích chính là vì trấn áp hung khí ở trong quan tài, để cho nữ nhân vô thượng hung ác kia không thể trốn thoát. Trung tâm của quan tài khổng lồ còn có một nhược điểm, vũ khí sáng bóng bằng đồng ở phía trên đó có hoa văn bằng vàng rực rỡ, cắm vào trong quan tài hiện lên khí tức thần thánh mênh mông thâm thúy, trừ tà trừ dịch, thiên đạo trường tồn. Thiên đạo thần khí sao? Ánh mắt của Hứa Ứng không khỏi quan sát, rơi vào trong thiên đạo thần khí. Căn cứ theo bích họa ghi lại, thiên đạo thần khí này giấu ở trong sâu thiên kiếp. Thừa dịp nữ tử kia vừa qua thiên kiếp, lúc thân thể suy yếu, tâm thần thả lỏng, liền một kích ám sát nữ tử kia, đóng đinh vào tâm khiếu. Chính là một kích thiên đạo thần khí này thì những nguyên thủy tiên nhân hung hãn kia mới có cơ hội dùng hung binh để trấn áp nàng. Nghĩ tới đó, những nguyên thủy tiên nhân này thu đi hồn phách của nàng, đem hồn phách của nàng trấn áp trong cái gương đồng này chăng? Hứa Ứng nhanh chóng nói: Chuông gia, nàng bị thiên đạo thần khí kia trấn áp, những năm tháng đây thân đạo thần khí này không ngừng tiêu hao thực lực của nàng, nàng cho dù là hồn phách có trở về cũng không cách nào đào thoát được đâu. Chuông lớn khẩn trương phát rung, chú mỗi phía sau Hứa Ứng nghe vậy nhất thời can đảm, từ phía sau Hứa Ứng bay ra khen ngợi: Ứng già nói đúng á. Rầm rầm, cổ quan tài khổng lồ kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, gỗ vỡ vụn bay loạn. Chuông lớn rùng mình một cái, vội vàng bay đến phía sau lưng Hứa Ứng trốn tránh, kêu lên: Ứng, ở nơi này có điểm xấu, ở chúng ta vẫn là chạy đi thôi. Hứa Ứng cũng hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy. Đột nhiên bốn phía từng ngụm hung binh ong ong rung động, hung khí ngập trời, lay động mảnh phi thân địa này. Rất là nhiều hung binh hợp lực trấn áp, huyết sáng trong hung binh tuôn ra, thoáng chốc phi thân địa tự nhiên lại biến thành biển máu cuồn cuộn. Hứa Ứng đứng trong biển máu, giống như là một con thuyền nhỏ trong sóng lớn, bị đánh sâu vào khó có thể ổn định thân hình. Hắn quay đầu nhìn lại, trong biển máu mơ hồ đang có một pho tượng nữ tiên thật là lớn đang đứng, bị thiên đạo thần khí xuyên qua ngực, tóc đen phất phơ đứng sừng sững ở trong biển lửa. Đối kháng cùng với một đám viễn cổ hung binh, phong thái chát tuyệt. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, đem vị tượng trùng trùng điệp điệp mà mắt của hắn nhìn thấy chấn tán đi, để cho thần trí của hắn khôi phục lại thanh minh. Lúc này Hứa Ứng mới thấy rõ, cái cổ quan tài chỗ vỡ nát đích xác là có một cổ thi thể nữ tiên. Mặc dù bị thiên đạo thần khí cắm ở ngực, nhưng vẫn như cũ trông rất là sống động. Mái tóc đen của nàng thật sự đang bay, nhưng không cách nào nhúc nhích. Hung binh khổng lồ ở bốn phía không ngừng chấn động, tiêu hồ đang chống lại, nhưng mà cái biển máu cuồn cuộn đã biến mất không thấy. Những thứ này quá là hung dữ, ảnh hưởng đến thần thức của hắn, tạo thành áp bách cực lớn cho thần trí của hắn. Nhìn thấy các loại dị tượng, chuông lớn lấy tiếng chuông bảo vệ thần trí của hắn, liền không bị những hung vật này ảnh hưởng nữa. Mau mau rời khỏi nơi xấu xa này, chuông lớn thúc giục nói. Nữ ma đầu này ý đồ phá hủy những hung binh này, đến khi nàng phá vỡ phong cấm, chúng ta chạy chạy không khỏi nắng đó. Hứa Ứng đi về phía lối ra,
đi ra vài bước thì đột nhiên ngừng lại, nói: Chuông gia, nhà tranh bị chấn nát, nhưng sao bàn chài vẫn còn? Chuông lớn giật mình. Nhà tranh kia đã bị chấn đến nát bấy, bàn trà ấm trà cùng với chén trà kia ở trong nhà tranh lại không có nhúc nhích. Chén trà kia bốc lên hơi nóng, thậm chí lại giống như gặp phải bất kỳ trùng kích nào, ngay cả hình dạng cũng không có thay đổi qua. Nữ ma đầu này đối kháng với những hung binh viễn cổ này, chỉ sợ không bao lâu nữa có thể trốn thoát rồi đó. Chuông lớn thúc giục nói: Chúng ta hiện tại rời đi, gọi bắt cái tên họ Ngưu kia nhanh chóng chạy trốn chết còn kịp. Hứa Ứng nghi hoặc nói: Chuông gia, ấm trà này rốt cục là do ai lưu lại? Chúng ta hãy đi xem một chút đi. Hắn đi lên phía trước, Chuông lớn bất đắc dĩ cũng đành phải đi theo sau hắn, không ngừng truyền ra cái tiếng chuông giúp hắn đối kháng với hung binh kia. Đột nhiên, thi thể nữ tiên bị rất là nhiều hung binh vần quanh thu nhỏ lại. Ngồi dậy, lại là một nữ tử tóc đen xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn, quyến rũ động lòng người. Mặt mày mang theo một chút tình ý, hướng Hứa Ứng nói: Tướng công, ngực người ta đau quá, người giúp ta xoa bóp đi. Hứa Ứng thần hồn điên đảo, tim đập thình thịch, lập tức đi về phía của nàng, nói: Được, tướng công, ta giúp nàng. Tiếng chuông vang lên, Hứa Ứng lúc này mới phát hiện mỹ nữ tóc đen xinh đẹp đã không còn. Mình không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh thi thể nữ tiên kia, hai tay nắm lấy nhược điểm của thiên thần, thiên đạo thần khí đang kéo ra bên ngoài. Trán của Hứa Ứng toát ra đầy mồ hôi lạnh. Nếu không có chuông lớn kịp thời chấn vỡ ảo giác, hắn liền muốn đem thiên đạo thần khí kia rút ra. Hắn vội vàng buông tay, trong lòng còn sợ hãi. Chuông lớn nói: Nữ ma đầu quấy nhiễu thần chí của ngươi, công phu tổn tướng của ngươi không tới nơi tới chốn, lại bị nàng ảnh hưởng. Ngươi cần tạo đạo tượng từ hư không, lấy đó định thần thức lại. Hứa Ứng tổn tướng thập vạn đại sơn tôn bái cửu hải, gia cố đạo tượng, quả nhiên định lại thần thức. Nữ tiên kia lại hấp dẫn, Hứa Ứng liền không động đậy. Từ trên trán nữ tiên, nữ quỷ chui ra, điềm đạm đáng thương nói: Tướng công, nô tỳ bị trấn áp ở nơi đây đã mấy vạn năm rồi, cho dù là một thân tội nghiệp cũng đã rửa sạch, tướng công đừng nhẫn tâm để nô tỳ chịu khổ sao? Chuông lớn khẩn trương nói: Hư không đạp tưởng, lấy đó định thần thức. Hứa Ứng cố thủ thái nhất, không có động đậy, đi đến bên cạnh bàn trà. Thi thể của nữ tiên kia lại thi triển các loại hấp dẫn. Thế hấp dẫn không thành, lại liền đưa ra các loại uy hiếp, bày ra đủ loại dị tượng hủy diệt, hù dò Hứa Ứng. Hứa Ứng bưng chén trà lên, cẩn thận quan sát. Thi thể nữ tiên kia đột nhiên giật mình, chống đỡ thiên đạo thần khí trấn áp, cứng rắn ngồi dậy, bắt lấy một cái viễn cổ trường cung cắm ở bên cạnh. Trường cung kia hung khí ngập trời, lập tức không ngừng chấn động cùng với nàng đối kháng. Để cho bàn tay của nàng cầm lấy trường cung, cho nên da thịt không ngừng nổ tung, lộ ra cơ bắp máu đầm đìa. Nàng lần này mạo hiểm, thiên đạo thần khí nhất thời cắm càng sâu, không ngừng hướng tới càng sâu trong tâm khiếu của nàng đâm tới. Nếu nàng không để ý tới Hứa Ứng, chuyên tâm đối kháng những hung binh viễn cổ này, liền có thể đem uy lực hung thần gần nhất tiêu hao hầu như là không còn. Tuy rằng phải mất một chút thời gian, nhưng dù sao cũng có thể thoát thân. Nhưng mà lần này nàng một lòng muốn diệt trừ Hứa Ứng, liền bất chấp rất là nhiều, không tiếc để cho mình bị thương càng nặng, cũng phải ra tay tiêu diệt Hứa Ứng trước. Hứa Ứng thấy vậy, càng thêm chắc chắn là trên cái bàn trà có vấn đề, vội vàng nói: Chuông gia! Thi thể nữ tiên dương cung, một đạo tiễn quang bắn tới, nhanh như là ánh sao băng. Chỉ nghe một tiếng vèo vang lớn, Chuông lớn dốc hết khả năng ngăn cản một cái mũi tên này, bị một lực lượng thật là lớn nghiền ép gào thét đánh về phía sau. Chiếc chuông lớn đâm vào vách ngọc phi thân địa bay lên. Thi thể nữ tiên miệng tai mũi chảy ra máu đen. Lần thứ hai dương cung, lại là một mũi tên bắn về phía Hứa Ứng. Chuông lớn lần thứ hai bay tới, lại là đưa một tiếng vang thật lớn. Chuông lớn lần thứ hai bị bắn bay. Trên vách chuông
thậm chí bị đánh ra một cái hố lõm. Trên mặt thi thể nữ tiên chảy ra máu đen càng nhiều. Lần nữa dương cung dẫn tiễn, một mũi tên bắn tới. Chu Lớn cố gắng chống đỡ bay nhào tới, kêu lên: "A Ứng, sống chưa?" Hứa Ứng đặt chén trà xuống, bưng ấm trà lên, cẩn thận quan sát, không nhìn ra cái gì đặc thù. Lúc cúi đầu đã thấy dưới ấm trà có một bức tranh. Bức tranh kia cực kỳ đơn giản, lát đác vài nét bút, khắc chính là một người khổng lồ hướng cửa đá lễ bái. Đây là bức tranh bái sư. Hứa Ứng ngẩn ra, đột nhiên sợ thấy dưới bàn trà có chữ, vội vàng lật bàn trà lên, chỉ thấy chữ viết trên bàn trà rõ ràng nói là một chuyện cũ. Tộc nhân cự nhân tộc đã trải qua rất là nhiều rung chuyển cổ xưa, tồn tại ở Thần Châu. Hắn là thiên tài trong tộc, nữ tiên tà ác phụ trách chấn thủ phi thân địa, nhận thấy phi thân địa thích hợp để tu luyện, liền ở chỗ này thải khí, tu luyện làm ít công to. Nhưng mà nữ tiên trong quan tài thường xuyên dụ dỗ hắn. Hắn liền động tâm tư, bay nữ tiên làm sư phụ, hứa hẹn cứu nữ tiên ra. Nữ tiên vì thoát khốn, truyền tiên pháp không trọn vẹn cho hắn, ý đồ khống chế hắn. Hắn tương kế tựu kế, lừa gạt được pháp môn phi tiên không trọn vẹn, bằng vào trí thông minh tài trí của mình đã đem pháp tiên bù đắp lại. Lại qua ngàn năm, hắn đã nhảy ra khỏi ràng buộc của pháp môn phi tiên, tài hoa như là thiên nhân, nhưng mà lại vẫn như cũ, vẫn không thể phi thăng. Truy cứu nguyên nhân, lại có đại ác nhân ngăn cản cái đường phi thăng. Nếu mà phi thăng, chỉ có một con đường chết. Hắn đã nản lòng thối chí, ẩn cư ở nơi đây, nhưng mà chán ghét nữ tiên ồn ào, vì vậy phá giải công pháp nữ tiên. Hắn để lại một chén trà, hắn sợ bên ngoài liền có thể đem nữ tiên luyện chết. Chỉ là niệm tình dù sao cũng là sư tôn của mình, đối với mình có ân, bởi vậy đem chén trà này đặt ở chỗ đây. Hứa Ứng nhìn về phía chỗ rơi xuống, trên đó có viết một dòng chữ: "Chủ nhân, Nê Hoàng Cung lưu lại." Hứa Ứng hơi ngẩn ra, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác long mau, nhìn về phía chén trà bị mình đặt ở một bên. Tiếng chuông lớn lại bị một mũi tên bắn tới, trên người đã đầy hố nhỏ, kêu lên: "A Ứng, người sống chưa? Ta chống đỡ không nổi nữa rồi." Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, giơ tay hất chén trà kia đi. Nhất thời thiên địa biến sắc, nước trong chén trà hóa thành nước lũ cuồn cuộn bay múa trên mặt đất, kích thích uy lực của từng kiện hung binh viễn cổ. Những hung binh kia ở trong dòng nước lũ này bay múa, dòng nước lũ xoay tròn, đem một đám hung binh nhổ lên xoay quanh thi thể nữ tiên kia. Từng kiện hung khí thái cổ tự nhiên là bị nắm giữ ở trong tay của một người khổng lồ, có trăm ngàn cánh tay, trăm ngàn khuôn mặt, thi triển ra các loại chiêu pháp huyền diệu đến cực điểm, đánh tới thi thể của nữ tiên kia. Thi thể nữ tiên kia biết liên quan đến tính mạng của mình, rốt cuộc bất chấp đối kháng với thiên đạo thần khí, đứng thẳng lên, quát tháo liên tục. Tiên quang quanh thân bắn ra, cả người phát sáng vô cùng, toàn lực đối kháng. Hứa Ứng và Chu Lớn bị uy năng khủng bố kia làm cho liên tục lui về phía sau. Chu Lớn che chở hắn, bị nghiền ép trên ngọc bích phi thân địa, một người một chuông kinh hãi vạn phần. Đột nhiên, phòng ngự của nữ tiên kia bị phá, dòng nước mang theo từng kiện hung binh thái cổ rửa sạch, theo tai mắt mũi miệng của nữ tiên kia chui vào trong cơ thể của nàng. Thân hình nữ tiên kia kịch liệt run rẩy, đột nhiên một thân huyết nhục hóa đi, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt cao lớn đứng tại chỗ. Tiếp theo, bạch cốt cũng tự ào ào vỡ nát. Từng kiện hung binh kia cũng tự rơi xuống đất, cắm trên mặt đất, đột nhiên từng cái, lần lượt bị nghiền nát. Chỉ có một thanh thạch phủ quá là mạnh, còn giữ lại được, nhưng mà uy lực cũng không bằng trước kia. Thiên đạo thần binh dĩ nhiên cũng đã bị ăn mòn đến gãy nát, lão đảo bay lên trời, theo ánh sáng phi thăng phá không mà đi. Chuông lớn mang theo Hứa Ứng hạ xuống, một người một chuông rơi trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. "A Ứng, hôm nay ta bị thương, ở năm phần khí quyết không khỏi rồi." Chuông lớn kêu la. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, lão đạo đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Chủ nhân Nơi Hoàng Cung, nếu là người khổng lồ, vì sao thi cốt trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ kia lại nhỏ như vậy chứ?" Hắn nghi hoặc không thôi, nhân vật lợi hại như vậy thật sự đã chết trong tay của Chu Tề Vân sao?
Hứa Ứng trong lòng sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, đem tiện căn hậu quả sửa sang lại một lần. Chu Tề Vân theo dõi dị xà đi lạc vào trong tầng nham động. Hắn vô cùng thông minh, theo ký tức của chủ nhân nơi hoàng cung đã tìm được thạch thất trong vách đá, nhận được truyền thừa của chủ nhân nơi hoàng cung. Hắn cho rằng hài cốt trong thạch thất chính là chủ nhân nơi hoàng cung, vì vậy dập đầu bái sư với hài cốt. Hài cốt giúp hắn mở ra bí tàng nơi hoàng. Sau đó, Chu Tề Vân phát hiện đây chính là cái bẫy, vì vậy tự hủy động thiên, mở lại bí tàng, thoát khỏi bẫy. Cái bẫy thứ hai của chủ nhân nơi hoàng cung chính là công pháp. Hắn lưu lại sơ hở trong công pháp. Nhưng cái bẫy này cũng bị Chu Tề Vân phát hiện. Chu Tề Vân vì vậy mà tốn hơn 80 năm tìm kiếm nơi ẩn cảnh tiềm ẩn của 17 vị Na Tiên, phát hiện ra một cái âm mưu nhằm vào trong Na Tiên, bổ sung toàn bộ công pháp của bản thân, lúc này mới tu thành Na Tiên. Chu Tề Vân công pháp đại thành, sau khi tu thành Na Tiên liền không muốn chỉ làm một tiên nhân nhân gian, hắn muốn phi thăng, liền bắt đầu tìm kiếm con đường khác, nghiên cứu cái gọi là công pháp yêu tộc. Nại Hà xâm lấn, âm phủ xâm lấn, sự kiện liên tiếp này dẫn Chu Tề Vân đi tới cái vùng đất mới Vĩnh Châu. Ở Vô Vọng Sơn, đúng lúc hải cốt của chủ nhân nơi hoàng cung cởi một con quái vật khổng lồ lao ra khỏi tầng nham động đuổi giết Hứa Ứng. Thầy trò lần đầu va chạm đều không dám ham chiến. Chu Tề Vân dưới tàn cây hòe lớn bày ra đại cục, dụ dỗ chủ nhân nơi hoàng cung tới, rốt cuộc cũng đã chém chết. Tuyệt đường hậu hoạn, lúc này mới có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho độ kiếp phi thăng. Nhưng mà nếu chủ nhân nơi hoàng cung mà tệ Chu Tề Vân giết không phải là chủ nhân của nơi hoàng cung thì sao chứ? Hứa Ứng kinh ngạc xuất thần, đột nhiên nói với Chuông lớn: Chuông gia, nếu như cái bẫy thứ hai Chu Tề Vân vẫn không thể thoát ra được thì sao? Cái bẫy thứ hai chính là sơ hở trên công pháp. Chu Tề Vân tự nhận mình đã bù đắp cái hết sơ hở của Na Pháp. Nhưng mà nếu sơ hở này là sơ hở mà chủ nhân nơi hoàng cung chủ động để lộ ra, thì sơ hở chân chính sẽ càng bí ẩn hơn. Chu Tề Vân vẫn chưa phát hiện được sơ hở bí mật kia, hơn nữa còn tự tay giết chết chủ nhân nơi hoàng cung, tự tin tràn đầy sẽ không có phòng bị đối với chủ nhân nơi hoàng cung nữa. Như vậy khi hắn độ kiếp phi thăng chính là thời điểm hắn suy yếu nhất. Có lẽ khi đó chính là thời điểm chủ nhân nơi hoàng cung đến để thu hoạch trái cây. Chu Tề Vân càng mạnh thì hương vị lại càng thơm ngon, lại cho cái ngón trỏ của người ta đại động. Chu lớn suy tư một lát, nói: À Ứng, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Chu Tề Vân là một nhân vật yêu nghiệt cỡ nào, hắn có thể nhìn không ra công pháp của bản thân mình có khuyết điểm chứ? Hơn nữa, ta xem công pháp của hắn, nơi cái ẩn cảnh tiềm ẩn đã thành rồi. Ẩn cảnh của hắn chính là thần châu đại địa. Công pháp bậc này tất nhiên không giống với chủ nhân nơi hoàng cung truyền lại. Công pháp không giống nhau, sơ hở tự nhiên cũng không tồn tại. Hứa Ứng bừng tỉnh, cười nói: Chuông gia nói rất là đúng, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân nơi hoàng cung hắn là đã chết. Hắn cúi đầu nhìn cái chén trà cùng với ấm trà bên bàn trà, lại nhìn thấy thi thể nữ tiên đã hóa thành bột mịn, vẫn có một chút hoảng hốt. Một chén trà, đây một nữ tiên vượt qua thiên kiếp còn chưa phi thăng, tính toán đến chết. Nhân vật như vậy thật sự chỉ là cổ xương khô chết dưới tàn cây hòe lớn hay sao? Phi thăng địa Vô Vọng Sơn đã an toàn, Hứa Ứng đi ra bên ngoài để Ngưu Chấn Ngưu Càng đi vào trong quét dọn một chút. Sau này ở nơi này chính là thánh địa tu luyện của bọn họ. Hung binh viễn cổ trong nơi phi thăng này chứ còn lại có một cây rìu đá khổng lồ. Huynh đệ Ngưu Chấn Ngưu Càng khí lực rất lớn, nhưng mà cây rìu đá này có hung tính rất nặng, để cho bọn hắn e sợ tránh còn không kịp, sẽ không chịu dùng cái món vũ khí này đâu. Hứa Ứng mang theo cây rìu đá đi tới tiệm Quan Thất. Quan Thất đang chậm mê lĩnh ngộ kiếm khí trong hộp kiếm, lưng đeo hộp kiếm đi tới trên núi lớn Vô Vọng Sơn đứt đoạn, từ trên núi nhảy xuống. Hứa Ứng ngửa mặt lên không khỏi thán phục. Thất dạ đã có dũng cảm như vậy, nhất định có thể luyện thành ngự kiếm quyết rồi. Bụp một cái, con rắn lớn rơi cái đó không xa, co giật hai cái, kiếm khí trong hộp vẫn không có nhúc nhích. Hứa Ứng tiến lên hỏi: Thất gia, hay là ngươi không nên luyện kiếm nữa, ngươi luyện rượu đi, ta vừa mới có một cái thanh rượu nè. Quan Thất liếc mắt nhìn cây rượu đá một cái,
rất là khinh bỉ, nói: Cái loại vũ phu đen hôi mới dùng cái loại vũ khí này. Hứa Ứng thấy hắn không vui, đành phải bỏ qua. Hắn đối với cái rìu đá này cũng không thích lắm, liền tiện tay đặt ở góc tường. Ngoan Thấn tiếp tục leo lên núi Đức Kỷ, chuẩn bị lại một lần nữa. Qua không lâu, Ngoan Thất lại từ trên trời giáng xuống, bộp bộp rơi xuống đất, nằm một lát rồi lại tiếp tục leo lên núi. Hứa Ứng liền định cư ở nơi đây. Ngày thường liền đi đến Phi Thăng Địa tu luyện, lúc buồn bực liền truyền thụ công pháp cho hai con ngưu ma và chỉ điểm cho Ngoan Thất kiếm thuật. Hắn thỉnh thoảng lại nhớ tới Nguyên Vị Ương, trong lòng liền có một chút khô khan cùng với phiền muộn. Hai con ngưu ma kia tiến bộ rất nhanh liền đã mở ra khu vực Hy Di, điều hòa ngũ khí. Âm khí trong cơ thể dần dần lui đi, tu vi cũng tự càng ngày càng mạnh. Ngoan Thấn mỗi ngày học kiếm, ngộ kiếm, nhảy vách núi, đã trở thành phong cảnh không thể thiếu ở Vô Vọng Sơn, dẫn tới không ít yêu ma quỷ quái dừng chân quan sát. Cho dù là Chuông Lớn cũng không khỏi khâm phục cái sự kiên kỵ của hắn. Hứa Ứng nói: Ngoan Thất có thể thật sự không có ngộ tính về phương diện này để cho hắn dừng lại đi. Hứa Ứng lắc đầu nói: Hắn hoàn toàn không thích hợp tu luyện tượng lực ngô ma quyền của mình. Đã tu luyện 120 năm, sau khi tính tình của hắn đi lên thì châu cũng không dừng được đâu. Ngoan Thất ngã dập mặt mấy ngày, mình đầy thương tích. Hôm nay từ trên núi này nhảy xuống, đột nhiên có phi kiếm từ dưới chân núi đánh tới, suýt chút nữa chặt đứt cổ của hắn. Ngoan Thất ở giữa không trung di chuyển thân thể, vừa hiểm trở đã tránh được thanh phi kiếm kia. Đã thấy lại có một đạo kiếm quang đánh tới, tất nhiên là muốn chém hắn thành mấy đoạn. Ngoan Thất trong lòng sợ hãi, vẫy toàn thân nổi lên, lại cố nén bất động, dùng long xà kinh chọc công, toàn lực tồn tại kiếm khí, cảm ứng kiếm khí. Kiếm quang đột nhiên gào thét từ bên cạnh hắn sáng lên, giao cảm với kiếm khí trong hộp kiếm, chỉ nghe tiếng hưu hưu. Kiếm khí trong hộp kiếm bay ra, hóa thành cái đạo bạch quang vây quanh hắn. Những kiếm khí đánh úp lại, dùng cái kiếm khí hộ thể của mình đinh đinh va chạm, đem kiếm khí hộ thể đánh cho rải rác, không thể phi hành nữa. Quan Thất từ trên không trung ngã xuống, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Ta luyện thành công rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là A Ứng dùng kiếm khí đánh lén ta? Khó được, hắn nghĩ ra cái loại biện pháp này, bức bách ta tại tuyệt cảnh mà đột phá. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đã thấy hơn 10 đạo kiếm quang hướng mình đánh tới. Kiếm khí vừa rồi bị nghiền nát, là hóa thành khói xanh nhiều lần, truyền đến một cỗ mùi hương khói. Quan Thấn trong lòng cả kinh. Hả? Ai không phải A Ứng, là thằng Linh Ám Định. Hắn đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành cự xà hơn 20 trượng. Thân ở giữa không trung là thúc dục ba xà chân tu, nhất thời hóa thành vật khổng lồ trăm trượng, khí quyết tràn đầy đến cực điểm, tự như là một mảnh núi rừng đang bốc cháy, khí tức xông lên đến tận mây xanh. Cái đuôi rắn thô to của hắn hướng bầu trời quăng tới, bóp một tiếng, treo ở trên vách núi. Toàn bộ thân thể treo ngược xuống, ngẩng đầu lên, lại thúc dục long xà kinh chập công. Khí quyết đã bắt đầu khởi động, ở phía sau hình thành đạo tượng long xà. Đạo tượng long xà còn khổng lồ hơn cả Ngoan Thất. Long xà quấn quanh cái vách Vô Vọng Sơn, quấn quanh một vòng, thậm chí là thân mây mù lượn lờ, kinh hãi thế tục. Từng đạo phi kiếm kia đinh đinh va chạm ở trên người Ngoan Thất, hóa thành từng đạo khí hơi khói, ngay cả vậy của hắn cũng không thể đâm thủng. Ngưu Chấn Ngưu Càn nghe tin lao ra, ngửa đầu nhìn thấy chân thân của Ngoan Thất, đều không khỏi kinh hãi ngây ngất, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đó chính là đánh thức huyết mạch thái cổ, lại chiếm được truyền công Ngoan Thất chân thân của Chu Tề Vân. Hắn đã đem ba xà chân tu cùng với long xà kinh chập công luyện thành một thể. Công pháp thúc dục, cho dù là Hứa Ứng tự mình thi triển hai môn công pháp này thì uy lực cũng còn xa mới bằng hắn. Khí quyết vô cùng hùng hồn của hắn càng làm cho hai người ta sợ hãi. Khí quyết mạnh mẽ đủ để cùng với Hứa Ứng ngang hàng. Dưới chân núi cũng truyền đến một tiếng khen ngợi, chỉ nghe một thanh âm uy nghiêm khen ngợi. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một yêu dương bình thường, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, ta là khinh thường ngươi rồi. Ngoan Thấn theo thanh âm nhìn lại, nhưng
thấy trong rừng núi đi ra một thư sinh thân hình cao lớn. Phía sau thư sinh đi theo một đám thành hoàng của các huyện thành Vĩnh Châu, hương khói mờ mịt, khí tức hùng hậu. Vừa rồi ra tay đánh lén hắn chính là thành hoàng Linh Lăng Tiết Linh Phủ. Tiết Linh Phủ tiến lên một bước, cao giọng nói: "Vị này là Lần Thông Phán Vĩnh Châu Phủ, Phùng Thiên Tử Vũ, đến đây mời Hứa Ứng đi âm phủ một chuyến, bàn giao vụ án hắn phạm phải." Ngoan thất trong lòng cả kinh: "Lần Thông Phán hả? Anh ngụy rồi." Ở trong âm đình, địa vị Thông Phán còn ở trên Quỷ Vương, là đại tướng biên cương. Lần Thông Phán càng là nhân vật có thể chống lại thứ sử Vĩnh Châu Chu Hành. Chu Hành nhận được chân truyền của Chu gia, mở ra nê hoạn năm tầng động thiên. Tuy rằng béo đến dọa người, nhưng mà một thân bản lĩnh, mạnh mẽ chạy thoát khỏi công kích của quỷ Na Tiên. Lần Thông Phán lần này tìm tới nhất định người tới là không tốt. Hoàng thân đang nghĩ tới đây thì đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười cười ha ha nói: "Lần Thông Phán, đi chỗ nào cũng gặp nhau hỉ, bổn phủ xin chào." Hoàng thân hoảng sợ, thanh âm này chính là thanh âm của thứ sử Chu Hành. "Thứ sử Chu Hành cũng tìm tới đây luôn, chẳng lẽ Chu gia lão tổ cũng đã tìm tới đây rồi?" Trong lòng hắn thầm nghĩ. Thứ sử Chu Hành bụng phệ, phía sau bay tới một con chim mập mạp, nắm lấy hắn từ không trung bay tới, thở hồng hộc nói: "Bổn phủ lần này tới là phụng mệnh lão tổ tông của Chu gia ta đến đưa tin cho Hứa Ứng. Lần Thông Phán, chuyện của âm đình thiên tử nhà ngươi vẫn là gác lại đi." Lần Thông Phán nhìn thấy Chu Hành, cười lạnh một tiếng, xoay người dẫn mọi người rời đi. Thành hoàng Tiết Linh Phủ vội vàng nói: "Thông Phán, chúng ta nhân thủ nhiều hơn, sống dài cùng tiến lên, giết hắn là được." Lần Thông Phán lắc đầu nói: "Chỉ là Chu Hành, ta tự nhiên không sợ, nhưng mà âm đình đối với Chu gia lão tổ là rất sợ. Không muốn đắc tội hắn, ta vốn tưởng rằng Chu gia lão tổ không biết Hứa ngơ đây, bởi vậy mới đến đây tỳ tiễn. Nhưng mà không nghĩ tới hắn cương nhiên có thể biết được Hứa Ứng ở chỗ này." Trên Vô Vọng Sơn, Hứa Ứng nhận thư của Chu Tề Văn từ trong tay Chu Hành, mở ra xem. Trên thư viết mấy chữ như là gặp mặt, cho đó là một phen ân cần hỏi thăm khách sáo. Đã kết thúc tập 35 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 36 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chương nhé.